Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình là Samsung Galaxy Note 8 đang có mặt tại di động cao cấp.em. Khi các bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên Samsung Galaxy Note 8, quý hàng vui lòng liên hệ 024 66 75099. Kỹ thuật viên tại di động cao cấp.em sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho quý vị các bạn. Hiện nay di động cao cấp.em đang có đầy đủ tất cả các linh kiện phục vụ quá trình sửa chữa Samsung Galaxy Note 8, từ màn hình cảm ứng, loa mic rung chuông, chân sạc, vỏ máy, nắp lưng, camera main, nói chung tất cả mọi thứ trên mọi linh kiện trên Samsung Galaxy Note 8 đều đã có sẵn tại di động cao cấp.em. Quý hàng không phải chờ lâu, quý hàng gặp các lỗi sự cố liên quan Samsung Galaxy Note 8, quý hàng chỉ việc mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.em, chúng tôi tiến hành thay mới, khắc phục nhanh, an toàn, tiện lợi cho quý các bạn. Đối với các lỗi phần mềm trên Samsung Galaxy Note 8 như treo logo, mất bút, mất email, không vào được mạng, lỗi hỏng đều có phương án sẵn file chạy tại di động cấp.em thay mới quý các bạn. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý hàng vui lòng liên hệ 024 66 75099 hoặc truy cập trực tiếp vào website www.didongcaocap.vn. Kỹ thuật viên tại di động cao cấp.em sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể chi tiết vì các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ sửa chữa Samsung Galaxy Note 8 đã được thực hiện tại di động cao cấp.vn.